Chị xin chào các bạn và mọi người. Chúng ta sẽ đến bước thứ hai là cách là co vải. Các bạn lưu ý là chúng ta lên làm mặt trái của vải. Thì như cái loại vải này thì đây là bề mặt phải, nó có những cái chiếc lông rất là mượt và dài hơn cái phần lông ở mặt trái. Cho nên là khi là chúng ta lên là xử lý co vải ở mặt trái để nó không bị ảnh hưởng đến cái độ bóng của mặt vải. Và cách là như sau. Các bạn có thể gập đôi cái hai cái đường biên của cái vải này lại. Gập đôi hai cái đường biên này lại và chúng ta gióng cho nó thật là phẳng để nó không bị vẹo canh vải. Các bạn lưu ý nhé, gập đôi đường biên. Sau đó chúng ta sẽ trải trên bàn. Chúng ta sẽ trải lên bàn. Và chúng ta nên sử dụng một cái bàn nó sẽ to hơn như thế này để cho thuận tiện cho cái việc mà chúng ta sẽ xử lý vải. Sau đó thì các bạn sẽ đặt trên mặt bàn là vải đã được gập đôi. Sau đó chúng ta sẽ dùng bàn lá hơi. Và các bạn nhớ nhé là phải dùng bàn lá hơi nước, vì cái hơi nước nó sẽ phun ra và nó sẽ làm cho cái vải của chúng ta nó co lại. Và nhiệt độ thì trung bình các bạn để từ số 4 đến số 5, có nghĩa là chúng ta nên là ở cái nhiệt độ cao hơn so với bình thường để cho cái vải nó được co hết cỡ. Vì trong quá trình chúng ta làm thực tế thì chúng ta lại là cái số nhỏ hơn một chút thì nó sẽ an toàn hơn và không sợ bị co kéo nữa. Và các bước là như sau. Chúng ta sẽ bắt đầu là từ từ. Và các bạn lưu ý là trên cái bề vải của mặt trái của cái dạng lông cừu này nó cũng có một lớp lông, cho nên là khi mà chúng ta là ấy, thì chúng ta cũng không nên đặt bàn là đè lên cái mặt vải, mà chúng ta sẽ hơi nhấc cái bàn là lên để xịt cái hơi nước ở trong bàn là ra lần lượt để cho vải của chúng ta sẽ được co đều. Đó. Sau khi chúng ta là hết một lượt rồi, các bạn kéo xuống và chúng ta lại là tiếp. Và chúng ta xịt các cái hơi nước để trên bề mặt vải, để cho cái hơi nước nó phun ra, nó sẽ làm cho cái vải của chúng ta được co đều. Và cứ trình tự như thế, các bạn sẽ là lần lượt xuống hết. Và các bạn sẽ thả hết xuống. Sau khi các bạn là bên trái rồi, các bạn sẽ lật sang mặt đằng sau. Và chúng ta lại bắt đầu. Lại là lần lượt. Lại là lần lượt hết tất cả. Đó. Sau đó chúng ta lại cứ thế và chúng ta sẽ là lần lượt đều như thế này thì cái vải nó được suôn xuống và nó rất là dễ để trong chúng ta xử lý cái phần co vải. Sau khi chúng ta làm xong rồi thì các bạn sẽ mở cái đường sống của cái vải này ra. Vì lúc nãy chúng ta gập đôi thì nó sẽ bị còn một cái lớp vờ, cho nên chúng ta sẽ là lớp cái phần sống vải. Đó. Đấy, là cái phần sống vải. Như vậy là chúng ta đã xử lý cái phần co vải bằng nhiệt. Nhưng cũng có một cái phương án khác, đó là trong trường hợp mà chúng ta sản xuất một cái số lượng rất là nhiều mà cả cây vải thì đi là như này, nó sẽ rất là mất nhiều thời gian. Chính vì vậy nên khi mà chúng ta may cái sản phẩm đầu tiên ấy, hay còn gọi là mẫu 1, thì chúng ta sẽ ráp sơ đồ để định mức xem là cái áo đó hết bao nhiêu vải. Rồi chúng ta sẽ mang ra, chúng ta cắt đủ cái số lượng đó, rồi chúng ta đi là như thế này để xem là cái độ co kéo của nó là bao nhiêu, rồi chúng ta tính ra tỷ lệ. Sau đó thì chúng ta sẽ được cộng vào trong cái công thức của chúng ta hay là vào cái bộ dập của chúng ta để chúng ta hiểu là khi nào mà chúng ta may lên sản phẩm, chúng ta là xong xuôi rồi thì nó co vào đúng cái thông số mà lúc đầu chúng ta muốn. Đấy, thì các bạn lưu ý cho cô là cho thì là có thể tính được mà không cần phải là vải các bạn nhé. Và nếu như các bạn thấy video này bổ ích và hay thì hãy chia sẻ cho nhiều người biết giúp Thủy. Thì xin cảm ơn và hẹn các bạn vào video sau. Và xin chào các bạn, chúc các bạn thành công.